cháu Trần Xuân Hà, 14 tuổi nha quý vị. Trong số tiền 6 triệu đồng này thì Thành Nguyên xin được trích của các cô chú các mạnh thường quân đã gửi vào quỹ của Thành Nguyên như sau. Thành Nguyên xin trích của cô Mai Nguyễn ở Mỹ là 2 triệu đồng. Thành Nguyên xin trích của cô Nguyễn Thị Huệ ở Mỹ 1 triệu. Và Thành Nguyên xin trích của chị Linh Ngọc ở Sài Gòn 2 triệu. Và Thành Nguyên xin trích của chị Kim Reggie ở Bắc Cali, Mỹ 1 triệu. Tổng số tiền là 6 triệu đồng nha quý vị nhé. Cảm ơn. Dạ. Mẹ đi nổi, ra mình không được nấu cơm. Thế như con thì đi học lên làm rồi, con đi thì mẹ trên đi làm. Cố gắng lên chị. Dạ kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Thành Nguyên đang có mặt tại khối 8 phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An quý vị. Thì ngày hôm nay thì Thành Nguyên vừa mới đi thiền nguyện ở huyện Thanh Chương. Về thì nghe được một cái thông tin rằng là có một cháu bé tên là Hà và năm nay mới có 14 tuổi thôi nha quý vị. Thì không biết là cái lý do vì sao mà cháu gieo mình xuống một cái bờ hồ ở gần đây. Thì bây giờ Thành Nguyên sẽ trò chuyện với một người chị gái cũng là hàng xóm của cháu Hà đây. Rồi chúng ta sẽ nắm rõ hơn cái thông tin này như thế nào nha quý vị nhá. Dạ em chào chị. Dạ. Vâng, cái hoàn cảnh này là như thế nào chị có thể nói sơ qua cho em? Nói thật với chủ là dư mà khách quán thì bố cháu là không được bình thường. À vậy hả? Dạ, là cứ uống rượu, uống chè cả ngày. Dạ. Để cháu đi học là bị bạn bè cái chế là bổ cả thân kính cả say rượu. Ừ. Thế mặc cả đấy, nhiều khi anh cũng chán. Mà cô giáo cũng đã nhắc với mẹ là nhiều lần là nên cảnh giác với cháu, chứ gọi là cháu này thì từ từ đó. Ồ vậy hả? Đó, cho nên là khi tối đấy là hắn cũng cũng được bình thường rồi, là mẹ đi về thì nó kêu nói cãi nhau với mẹ rất chi là bình thường. Ừ. Rồi là bức xúc là hắn dùng giấy đặt treo cổ trong nhà mà bố đã cánh đến 12 giờ đêm rồi. Là có nghĩa cháu trước đây là đã có cái hành động từ từ đã nhiều lần rồi. Đã lâu chưa? Lâu rồi. À vậy. Thì đợt nhà không cảnh giác nữa đó, mà khi tối đấy là hắn đặt dùng giấy treo cổ nhưng mà bố cánh là màn 12 giờ đêm mới chạy rồi. Ừ. Anh chạy kể là cả nhà cùng đi tìm luôn, nhưng không nghĩ là anh nhảy trong đó. Là vì cái lối bên đi là cái áo thì quá bên đi là nhà bà ngoài. Vâng. Thì cứ nghĩ ở rửa, cháu nghĩ là cái cảnh anh đi vào tụng quẩn ở rửa. Vâng. Thế là cháu đi ra khỏi nhà là từ lúc nào? 12 giờ đêm vừa qua. 12 giờ đêm qua? Ừ, mà 3 giờ chiều bên đi là nhờ cái chú đi đánh cá, chú vớt cá thì mình vượng về hắn, nên mới nổi lên. À vậy hả? Ừ. Nhưng mà đêm qua thì cháu đi ra khỏi nhà thì có ai... Mẹ... bố với ông nội yếu mà vẫn đi tìm cả đêm. Ừ. Mà cũng như lính tỉnh nhà ai cũng đi lên cái áo này cả. À vậy hả? Mà cũng ừ. Nhưng mà cái khi mà cháu đi ra khỏi nhà là cháu đi trong thầm lặng hay là có ai thấy? Có đi ra đi, anh vẫn nói mà. Nói con đi là con chết đi để cho mẹ khỏi vì đỡ vất vả. Nhưng mà theo chị thì là cháu nó có bị trầm cảm không? Có, nghe cô giáo này là hẳn cũng có hiện tượng trầm cảm đấy. Thế cô giáo có nhắc với mẹ là vì phụ huynh là chỉ nên để ý cháu. Vâng. Cho nên là hắn dài nên cứ hắn đi ra rửa. Thế rồi nhà chị gần nhà cháu thì bình thường trong cái cuộc sống hàng ngày cháu có một cái biểu hiện gì đó? Hắn thì hiền lành, hắn ít nói, hắn ít giao thiệp với ai cả. Yeah. Đi qua đi lại thì hắn vẫn chào hỏi. Yeah. Còn bình thường thì hắn không hay là đua giỡn, không có bạn bè chứ. Yeah. Thế rồi nhà cháu là có mấy anh chị em ạ? Nhà cháu là có 2 chị em, chị đang học đại học ở Hà Nội. À, có một người chị học Hà Nội. Ừ. Thế vâng. Là chắc là bây giờ cũng đang trên đường về. Trên đường về. Vậy là bố của cháu thì là say xỉn suốt ngày. Ừ, say xỉn suốt ngày. Ừ, còn mẹ cháu thì làm gì? Mẹ cháu thì trước là công nhân thợ máy, chứ về hưu rồi thì đi rửa bát cho cái quán hàng ngày. Là đi rửa chén bát thuê cho người ta. Rửa chén bát thuê cho họ. Vâng, thế thì điều kiện chắc cũng khó khăn ha. Quá khó khăn vì là hộ cận nghèo của phương. Vâng. Phương cứ ủng hộ thường xuyên chúng. Vâng. Vừa phương phải hội phụ nữ mới ủng hộ cho tốn để lợp lại nhà. Vâng. Lúc nãy thì em có đi qua chỗ cái hồ đó bởi vì nghe thông tin đó. Ừ. Nhưng mà qua thì không có thấy cái dấu vết gì nữa. Thì không biết là bây giờ cháu đã đưa đi... Đưa đi thiếu ở Hà Tĩnh rồi. Đưa đi thiếu rồi. Thiếu khi 7 giờ. 7 giờ tối. Là vâng, thiếu vâng. Sóng rồi về đấy mới lâm lề để mới để nhà đấy để mãi mới đưa. Vâng. Vậy là bây giờ là... Ở trong kia là toàn có anh ông em... bà nội. Ông bà nội. Ông nội với mẹ cháu ở trong. Nhưng mà trong kia là đa phần là bà con xóm giềng không? Dạ, bà con xóm giềng nội ngoài ở đó cả. Dạ, vì dạ, một dạ. Số đang đi thiếu đó nữa. Dạ dạ. Vì chủ mà trực tiếp có đó có ông bà nội. Vì nhà chủ có nhà thì cho biết.
Dạ dạ. Rồi, vâng, kính thưa quý vị thân mến, thì để hiểu hơn cái hoàn cảnh này, thực hư nó ra làm sao, thì bây giờ Thành Nguyên mời quý vị cùng Thành Nguyên chúng ta sẽ đi vào thăm gia đình nha quý vị nha. Đúng rồi, đi. Mời quý vị. Thăm gia đình cho biết. Hiện tại bây giờ là 11 giờ đêm. Thì sau khi mà Thành Nguyên cập nhật được cái tình hình của gia đình cháu đó, thì Thành Nguyên tới cũng hơi trễ, nhưng mà cũng hơi tiếc được một cái là Thành Nguyên không có tới sớm để mà cập nhật cái tình hình ngay cái chỗ mà cháu bị như vậy đó quý vị. Nhưng mà không sao, thì bây giờ gia đình cũng đã đưa cháu đi hỏa táng ở bên Hà Tĩnh rồi. Còn bây giờ thì Thành Nguyên sẽ đi vào nhà và thăm hỏi mẹ của cháu thôi. Mời quý vị. Có người ở nhà nhà đâu ạ? À? Nhà ở trong này dạ. Bỏ nó đi. Bỏ cái ảnh lên nói cho ảnh đấy là con nhà của cháu bên kia. Đây là nhà ông con nhà cháu. Đây là ông bà nội với cháu. Nhà cháu đúng sao đấy? Đây là nhà của ông bà nội. Ông bà nội. Nhưng mà lại để cái gì ạ? Không phải của cháu đấy, bên nhà ông bảo tôi để chủ sáng không có coi. À, vậy là trong nhà là không có chỗ để bàn thờ à? Đúng rồi, chủ sáng nó có coi. Dạ. Chủ trực tiếp nó có. Chào anh nào anh? Đấy là mẹ cháu này đâu? Mẹ cháu đâu? Mẹ cháu đấy. Mẹ đây hả? Ừ. Ngọc ơi đừng nói cho chú hỏi đi sau cái. Ngọc đừng nói chú hỏi cái này. Mẹ cháu của nó. Nha là chú này. Dạ. Cho nó để nó không. À, chị ngồi xuống đi chị ơi. Dạ dạ chị ngồi xuống đi. Còn cháu con mẹ con ở có được ạ. Cho em hỏi chị tên gì? Ngọc. Lê Thị Thu Ngọc hả? Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm 2 hả? Nhưng mà đâu chị bất xúc động nha. Em giới thiệu em là Thành Nguyên. Em có một cái kênh thiền nguyện là Thành Nguyên Kết Nối Yêu Thương. Thì hôm nay thì em cũng từ trong miền Nam về, thì cũng có nghe được cái thông tin con của chị như vậy đó. Thì em tới đây để em thăm hỏi gia đình của mình xíu. Dạ. Thế rồi bây giờ chồng chị là đi sang bên kia với cháu đấy hả chị? Dạ. Yeah. Yeah. Ừ. Nhưng mà cái nguyên nhân vì sao mà cháu bị như vậy chị có biết không? Cháu cùng họ chú đi mua cái mà tỷ cái mê đập. À chị đánh cháu à? Dần với đôi nợ đi con đi. Thì nhưng mà rồi anh đánh và anh nằm gãy. Chị đánh cháu thì cháu nói là để cho con đi cho mẹ đỡ nặng gánh. Nhưng mà cháu có cái biểu hiện đó nó lâu chưa ạ? Cháu lâu dài lắm, lâu lắm, một lúc lắm cũng hay nghỉ học. Cũng có cái ấu ảnh quấy em nữ lại đó. Mà đứa trong đứa đi bên anh ấy đứa đi sang bên tây cầm máy đi bên bên đây. Dạ. Nhờ nhờ tắt dùng nha, cái quạt trong kia xíu được không ạ? Nó hơi ồn. Dạ cảm ơn. Cháu nó nói là. Dạ. Nhưng mà chị biết cháu có cái biểu hiện như vậy rồi mà sao lại đánh cháu làm gì cho tội nghiệp cháu vậy? Thì người ngoài bữa cùng đại bên thương thương mày con đi với người đi đi. Tự nhiên rửa lên đi về đi tỏ ra bị áp lực như bé nhờ đưa tay lạnh con đi con lên đi thôi. Chị bất xúc động, chị chuyện nó cũng đã xảy ra rồi. Con gái của chị cũng đang trên đường về đúng không? Dạ chào. Dạ. Vậy là gia đình chỉ có hai chị em thôi, có hai cháu thôi đúng không? Hai cháu nghỉ
vất vả rồi cháu mưa cách nhau 10 năm rồi mới để thằng em. Cách nhau 10 năm hả chị? Vất vả rồi người mới để. Thì cháu đi mình đấy hồi phụ nữ mới cho tiên được tối nay. Dạ, hội phụ nữ mới cho lập cái tấm mái này đấy hả? Hội phụ nữ mới cho tiên. Cháu được cái tấm mái này đấy mà đảm nhà khoát lên mượn của hàng xóm về đấy công việc rồi. Ừ. Cái chỗ đấy là mới mưa bên đấy cả đấy mốt phụ nữ mới cho đấy. Cái nhà không có chín. Vậy là tối qua là 12 giờ đêm mà cháu chạy ra khỏi nhà. Là cái khi mà cháu chạy ra khỏi nhà là chạy qua nhà ông nội rồi ông nội phát hiện ra hay sao? Không, nói chúng nhung nhăng ở đấy đi ba nhiều rồi nữa. Rồi đi nữa đó. Bán khuyên mài rồi đó thì ông chạy vào rồi đó nó đứng bên cái vỉa ông chạy ra rồi đó xuống rồi đó hắn xuống nhảy xuống rồi đang chạy nữa luôn nhưng nếu mà ông ra chạy thì không có lẽ ông không chạy đi luôn rồi đó ba hắn thì ông mới chạy theo bán về lấy xe đạp chạy đi. À, là ba của cháu có lấy xe đạp đuổi theo, nhưng mà không biết đi đâu. Tìm khắp đi khắp từ 12 giờ đến 5 giờ sáng rồi cứ đi quanh hồ rồi đi khắp mà mẹ đi bà ông cũng đi mà cả đêm rồi như nội đạo gọi ai cả đi qua đến bên ngoài cũng khóa cửa thì nữa mà nửa đoàn nữa gần bên ngoài mà anh cô bố à. Có nghĩa là cũng ở gần bà ngoại đó mà không có chạy vào mà chạy đi ra hồ. Thế thì anh chồng chị làm gì? Chồng chị làm vừa sắt. À, làm sắt ha. Làm có ngày 3 tiếng là lắp 21 tiếng sấy. Sấy suốt. Cả ngày. Ngày 24 tiếng mà 3 tiếng là làm việc còn giờ còn lại. Tỉnh tỉnh yeah. Thôi là làm cho sáng là sấy. Máy là dây sưởng đi là sấy trưa về 6 giờ 7 giờ về là thì sấy là chửi con chửi vợ rồi là nghỉ cũng làm được. Dạ. Yeah. Đi làm cũng có việc. Vợ thì tai nạn là đi có bừng. Dạ. Chúng cảm thấy việc không. Thì hôm nay em tới đây em thăm hỏi gia đình của mình vậy đó. Chỉ hơi tiếc một điều rằng là em về hơi trễ thành ra là không có ra cái chỗ cháu bị như vậy đó. Cùng với đó là cũng chưa có bắt hương để mà thắp cho cháu cây nhang. Kính thưa quý vị thân mến thì cái thủ tục đó là còn phải chờ thầy nữa quý vị ạ. Đang còn phải chờ thầy nữa thành ra là Thành Nguyên tới thì nó cũng là trễ nhưng mà nó cũng là sớm. Nhờ sớm ở đây là cháu đang đi hỏa táng ở bên Hà Tĩnh nhưng mà chưa có về. Dạ, thành ra là thủ tục ở nhà thì cũng chưa có lo xong. Còn trễ ở đây là Thành Nguyên tới nhưng mà không có cập nhật được cái tình hình của cháu ở ngoài kia. Thì ngày hôm nay thì em qua em thăm hỏi động viên gia đình mình á. Thì em cũng trích trong cái quỹ của em ra để em hỗ trợ cho gia đình mình trước mắt một phần ha chị ha. Số tiền hôm nay em trích trong quỹ của em ra là số tiền 6 triệu đồng. Em gửi tới cho chị nhé. Số tiền này trước mắt thì nó cũng không phải là nhiều. Nhưng mà em gửi để thắp hương cho cháu nhé. Thay mặt các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm nhé chị nhé. Cảm ơn. Ngày nào lo được chi cho con cháu. Thôi chị bất xúc động chị. Dạ, kính thưa quý vị thân mến thì vì là số tiền của mạnh thường quân cho nên là cho phép Thành Nguyên được đến công khai nhé quý vị nhé. Đây là số tiền 6 triệu đồng hả chị ha? Dạ. Kính thưa quý vị, thì trong số tiền 6 triệu đồng này thì Thành Nguyên xin được trích của các cô chú các mạnh thường quân đã gửi vào quỹ của Thành Nguyên như sau. Thành Nguyên xin trích của cô Mai Nguyễn ở Mỹ là 2 triệu đồng. Thành Nguyên xin trích của cô Nguyễn Thị Huệ ở Mỹ 1 triệu. Và Thành Nguyên xin trích của chị Linh Ngọc ở Sài Gòn 2 triệu. Và Thành Nguyên xin trích của chị Kim Reggie ở Bắc Cali, Mỹ 1 triệu. Tổng số tiền là 6 triệu đồng nha quý vị nha. Cảm ơn mẹ đi nổi, làm mình nổi được nấu con.
Thế con chưa đi học lên Nam rồi, con đi đi mà lại trên đi. Cố gắng đi chị, cố gắng nhá. Tổng nghiệp cho. Đây kính thưa quý vị, thì Thánh Nguyên sẽ quay qua cái căn nhà của chị cho quý vị xem này. Anh là hàng xóm mà anh ha? Ờ, anh hàng xóm. Dạ, anh hàng xóm ha. Đây là... À, vậy ha. Đây là giường của hai vợ chồng. Giường cũng bị sập luôn này này. Bên này cũng bị sập này. Đây là giường chắc là của cháu đấy ha. Của cháu đó. Dạ, dạ. Đồ toàn đồ của hàng vâng, xóm. Vâng, trong mượn gà chứ. Vâng, vâng. Bạn học ngồi cho cái tủ bề phía đó nữa. Dạ. Dạ. Con ngủ đó. Người sinh đi đi với ông bà đấy. Người sinh đi chung với ông bà. Người sinh thì đi chung với ông bà. Đấy là hồi phụ nữ cho mời cháu mời năm la cái đoàn đi thôi. Dạ dạ dạ. Tôi thì chứ có chín. Ừ. Quả hoàn cảnh đấy là khi nào chứ họ mới dọn dẹp đó chứ. Vâng vâng vâng. Mà chị em đi vô cái đồ phụ nữ để dọn dẹp với bạn học để dọn dẹp. Cái quạt thì là họ mới cho mượn này. Yeah. Qua đấy mới chờ để nó cho mượn đấy nhá. Vậy hả? Mãi nó lo công việc không? Cái gì cũng mượn không vậy? Không có mượn chín á. Dạ. Trong sấy phá đập xuống. Cái này 24 tiếng rồi, bán 2 là bán tỉnh. Thôi cố gắng chị nhá, cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá chị nhá. Cảm ơn. Dạ dạ, không có gì, không có gì. Để cho em sang bên nhà ông nội em xem cái di ảnh của cháu xíu nữa. Dạ. Dạ. Đây là ông nội ha. Dạ, con chào ông ạ. Dạ. Ông khóc cho sưng hết mắt rồi kìa. Bố ông mới đi khám với đó. Dạ. Ông mới đi mổ với em ạ. Mới đi mổ mắt về nhưng mà cũng khóc cho sưng mắt bên lại còn lại này. Ông năm nay nhiêu tuổi rồi ông? 90 rồi ạ. Trời ơi. Ừ. À, đây nha quý vị nhá. Đây là di ảnh của cháu Hà đây. Đó, cái di ảnh của cháu Lộc nhỉ. Cháu Trần Xuân Hà, 14 tuổi nha quý vị. Vâng. Dễ thương ha. Dạ con chào bà. Đây là bà nội ha. Bà nội của cháu. Dạ. Dạ đó kính thưa quý vị thì đây thì đang còn chờ thầy tới cho nên là chưa có lên hương được. Dạ cho nên là Thánh Nguyên cũng chỉ cập nhật như vậy rồi hỗ trợ thêm cho gia đình một phần nào đó thôi. Dạ. Dạ có gì. Ông ơi, rồi ông cho con hỏi về cái khi mà cháu Hà nó chảy ra thì ông thấy hả? Ừ, nhưng mà đuổi theo ông kịp không? Không kịp được nữa, bởi vì ông tuổi già chắc kịp rồi. Dạ. Mặt mũi thì nhéo, ảnh ấy. Chỉ còn bị chạy ra đoàn đây, chạy theo ra ngoài cổng, quay mất hụt, không thấy mà đi, vâng, vâng. Đi phương hướng môn. Vâng. Nhưng mà ông vẫn chẩn đoán là ở cái vật áo sinh thái. Ở chỗ cái hồ đó. Cái hồ này là ông để ở chỗ chỗ nhất. Mà ngày mô, đêm hôm qua là ông đi 1-2 giờ sáng ông vẫn ra cái hồ ấy. Dạ. Sớm mai 5 giờ sáng ông cũng ra cái hồ ấy. Dạ. Khi trưa nay 12 giờ, 1 giờ ông vẫn ra cái hồ ấy. Giống như là ông không có linh cảm nữa. Dạ, mà cái hồ này thì nó rửa chứ mà cái hồ đằng trên thì ông đoạn, ông đoạn ngoài đến đây. Đó có hai cái hồ gần vâng, nhau. Vâng, vâng. Nhưng mà thật sự ra đó quý vị, trong cái việc này đấy thì Thành mới nghĩ rằng là đáng thương hơn là đáng trách cháu quý vị. Bây giờ thì cháu cũng đã mất rồi. Nhưng mà cái biểu hiện của cháu thì đã có từ thời hồi cháu học lớp 5. Dạ, là hồi đó cháu 10-11 tuổi là cháu đã có cái triệu chứng như vậy rồi. Chỉ hơi tiếc một điều rằng là cha của cháu suốt ngày say, thành ra là không có quan tâm đến cái tâm sinh lý của các con ấy. Khi mà cái độ tuổi các cháu bây giờ lớn là cái tâm sinh lý nó thay đổi theo cái hormone ấy. Thành ra là cũng hơi tiếc về cái điều đó ha. Cha say xỉn suốt rồi thành ra là không có dạy dỗ và kèm cặp cho cháu để mà... Thôi, con tới đây để con thăm hỏi động viên gia đình mình rồi con chúc ông sức khỏe ông nhé, ông bớt xúc động nhé, chuyện thì nó cũng đã xảy ra rồi. Dạ, dạ.
Rồi con cũng xin phép ông nhá. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, thì cái hoàn cảnh của cháu Hà đó thì Thành Nguyên cũng đã cập nhật cho quý vị rồi. Thì nếu như quý vị mà thấy cái hoàn cảnh này mà quý vị đồng cảm thì có thể liên hệ với Thành Nguyên, rồi Thành Nguyên sẽ làm cái nhịp cầu nối, rồi Thành Nguyên sẽ lại qua đây, rồi Thành Nguyên sẽ gửi những cái tình thương mến thương của tất cả quý vị qua cho gia đình. Còn nếu không thì quý vị cũng có thể hỏi ông Trần Xuân Diệu nha quý vị nha. Đó, nếu như quý vị mà có muốn gửi thẳng cho gia đình thì có thể qua số điện thoại của ông nội. Còn nếu không thì quý vị có thể gửi cho Thành Nguyên trong khoảng 2 ngày tới nha quý vị. Bởi vì sau 2 ngày thì Thành Nguyên lại phải đi vào văn phòng của Thành Nguyên tại thành phố Cần Thơ để tiếp tục cái công việc tiếp theo của Thành Nguyên. Thành Nguyên không ở đây lâu được. Nếu như quý vị mà gửi trong 1-2 ngày tới thì Thành Nguyên sẽ tới thăm và trao. Còn nếu không thì quý vị có thể gửi thẳng qua cho gia đình nha quý vị nhé. Vâng, một lần nữa Thành Nguyên cũng xin phép được nói lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các nhà hảo tâm, các quý mạnh thường quân đã luôn đồng hành cho theo của Thành Nguyên. Còn bây giờ thì Thành Nguyên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành cho theo. Cảm ơn quý vị. Gửi tới thẳng cho gia đình qua địa chỉ của mình đây là số nhà mấy ông ha? Số nhà 22 đường Vệ Đình, khối 8, phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Rồi mình có số điện thoại không ông ha? Có. Dạ, ông đọc giùm con ạ. Có không nhỉ? Dạ, của ai cũng được. 0812 0812 452 45 452 452 quý vị. 665 665